Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập duy nhất một căn với diện tích là 31,4m², hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô đi lại 20m. Với cái căn nhà này thì vị trí của nó là thuộc tổ 2 Đa Sĩ Kiến Hưng Hà Nội mọi người ạ. Vị trí đi lại cực kỳ là thuận tiện, gần với lại ngã tư Hà Trì, gần với lại cầu đen, cầu trắng Hà Đông, đặc biệt là rất là gần với chợ Hà Đông. Giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở Hà Đông hoặc Nguyễn Trãi, Thanh Xuân. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà ở đây cho quý vị đều được thiết kế ở đây là cái phần gạch đá granite, ốp đá granite và cái phần cửa chính. Thì diện tích của nó khá là 31,4m, mặt tiền của nó hơn 4m. Cho nên cái phần cửa chính thiết kế ra ngoài cái phần cửa này thì vẫn có cửa sổ phụ nữa. Đây là phần cửa chính, thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Mời người theo em vào khám phá cụ thể với cái căn nhà này. Quan trọng là vị trí đi lại thì nó gần cầu trắng, cầu đen Hà Đông, nên là xung quanh của nó gần với bệnh viện đa khoa Hà Đông, gần với lại bệnh viện quân y 103, gần với lại bệnh viện ca Tân Triều, bệnh viện bỏng quốc gia. Nếu như quý vị nào đang đi làm ở đông thì rất là ok, hoặc quý vị nào đi làm theo cái trục đường mà Nguyễn Xiển kéo dài thì nó cũng rất là gần. Xa La Nguyễn Xiển kéo dài rất là gần mọi người ạ. Và cái căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, có thể bàn giao nhà luôn theo hiện trạng của ngôi nhà này, là vừa mới dọn dẹp vệ sinh công nghiệp xong thì Ngọc Ánh quay và gửi cho mọi người. Đây là cái phần tầng 1, thiết kế phòng khách và phần phòng bếp. Căn nhà này vuông vắn nha mọi người, vuông vắn trên sổ đỏ. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì ở đây chủ nhà thiết kế cho mình một cái kệ tivi, cũng như là một cái vách để trang trí, vách PVC trang trí. Đồng thời có một phòng vệ sinh nhỏ nhắn ở đây, ở tầng 1 cho quý vị sử dụng. Cái căn nhà này thì được cái ưu điểm tiếp theo của nó, đó là đường ngõ của nó rất là thoáng, hướng đông nam rất là mát, gần với lại trục đường ô tô đi. Nó cách khoảng chừng 20m thôi là cái ra tới đường ô tô đi lại được rồi. Còn nếu như để mà nói với cái căn nhà này thì xe taxi nhỏ có thể lùi vào tận cửa được mọi người nhé. Ngoài cái phần phòng khách thì đây là phần phòng bếp, với cái phần không gian phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Đây là cái phần để tủ lạnh, còn đây là cái phần phòng bếp rất là thoáng, có một cái cửa sổ nữa mở ra mọi người ạ. Ở đây là cái phần rửa bát rất là hợp lý, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304 đều được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị xong hết rồi. Theo đúng như hiện trạng thì đúng là căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Và với cái giá bán của cái căn nhà này mọi người ạ, thì hiện tại chủ nhà đang chào bên Nhà Tốt là 4.200.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và cái căn nhà này quý vị có thể vay được khoảng tầm 5-60% giá trị của căn nhà nhé mọi người. Phần còn lại mọi người cứ chuẩn bị sẵn tiền mặt cho Ngọc Ánh thôi. Với cái phần ở đây, phòng bếp, phòng khách thì ở đây chủ nhà có thiết kế thêm cho mình một chiếc quạt trần nữa nhé mọi người. Đó. Căn nhà này được cái ưu điểm tiếp theo đó là lô góc, mọi người nhìn nhá. Cho nên cửa sổ mở ra cực kỳ là thoáng, rất nhiều ánh sáng tự nhiên, cũng như là không khí vào trong không gian phòng. Gạch lát nền xong hết rồi, hệ thống trần cao lắp xong hết cho quý vị. Phần ngăn cách giữa phòng bếp, cầu thang ở đây là có một cái vách lam PNC đây, rất là hợp lý, vách gỗ trang trí thôi. Và với cái vị trí nhà này thì ngoài đã chia sẻ rồi, quan trọng nhất cái giá bán nó là phụ thuộc vào vị trí bất động sản. Thì cái căn nhà này cụ thể của nó là thuộc tổ dân phố 2 Đa Sĩ Kiến Hưng Hà Nội quý vị nhé. Sau đây xin mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, với cái căn nhà 31,4m như thế này, thiết kế và xây dựng 5 tầng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên ở tầng 2, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, 1, 2, 3 và 4 cửa sổ nhỏ mọi người nhé. Đây, rất là thoáng. Cái hướng đông nam thì nó có một cái ưu điểm là cái hướng đông nam ấy, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát mọi người ạ. Phòng ngủ vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Đấy, cái ưu điểm của căn nhà này nó là lô góc, cho nên mọi người có thể nhìn thực tế luôn, ánh sáng ngập tràn vào trong không gian phòng, ban công mở thực tế, có thể trồng ít giỏ hoa ở bên ngoài. Và phòng ngủ thì thiết kế kiểu master, phòng vệ sinh ở phía bên trong của phòng ngủ đây mọi người nhé.
cũng khá là tiện. Với cái phòng vệ sinh này đáp ứng đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng về cái bồn cầu này cũng như là hệ thống sen cây, lavabo bàn đá. Đấy. Cửa sổ thông thoáng, vắt khăn. Rất là đầy đủ chi tiết đúng không ạ? Và với cái căn phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần. Rất là sạch sẽ và đảm bảo cái tính thẩm mỹ cho phòng vệ sinh. Đấy. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, còn cửa thông phòng thì ở đây thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Tất cả các phòng ngủ với cái căn nhà này thì đều được trang bị hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Và cái tông màu sơn chủ đạo thì là tông màu trắng mọi người nhá. Từ vị trí căn nhà này thì chắc chắn là quý vị sẽ hỏi em là nó đi ra chợ Hà Đông khoảng chừng bao nhiêu. Thì từ vị trí cái căn nhà này mà đi ra chợ Hà Đông thì nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 800m thôi. Rất là thuận tiện. Ngoài cái vị trí chợ Hà Đông chính đấy thì xung quanh này rất là nhiều chợ cóc có thể đi ngay gần nhà mọi người ạ. Còn trường học mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 cũng vậy, ngay cạnh nhà luôn, rất là gần. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà nhé. Bởi vì tầng 3, tầng 4 nó giống hệt như tầng 2. Thì sau đây xin mời mọi người em theo em lên phía tầng 5 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Ở trên phía tầng 5 ấy, thì chủ nhà thiết kế cho mình một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 5 thì thiết kế như sau. Đây là phần phòng thờ nhé mọi người. Đây là phần phòng thờ nhỏ nhắn, xinh xắn và sử dụng trong một gia đình thì cũng rất là hợp lý. Phần còn lại là phần sân phơi, rất là rộng. Từ cái vị trí căn nhà này thì xung quanh dân cư cực kỳ là đông đúc. Ngoài anh chia sẻ cũng rất là chi tiết và rõ ràng về cái vị trí căn nhà cho quý vị rồi. Giá bán là 4 tỷ 200 triệu. Cam đoan với quý vị luôn là nhà tốt chỉ đưa ra cái giá bán của chủ đầu tư thôi, không bao giờ báo chênh lên tới kể cả 1.000 luôn, mọi người yên tâm. Và tất cả những cái dự án Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn, có trợ vay vốn ngân hàng, tất cả hồ sơ pháp lý, giấy phép xây dựng đều đầy đủ. Cho nên là mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041414. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.